Nghe thở phút giải cứu thanh niên trong vụ xe tải Ben chở đất đè bẹp ô tô con ở Hòa Bình. Vụ tai nạn giữa xe tải Ben chở đất bị lật đè lên ô tô con xảy ra vào khoảng 15 giờ 45 phút ngày hôm qua, mùng 4 tháng 6 tại KM 472.950, đoạn qua xã Bảo Hiệu, huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình. Thời điểm xảy ra tai nạn trên ô tô con có bốn người, vụ việc khiến ba người gồm lái xe, hai hành khách ngồi ghế sau tử vong. Thanh niên 20 tuổi, Hà Văn Thanh ngồi ở ghế phụ đã may mắn thoát nạn. Một clip ghi lại giây phút giải cứu nạn nhân bị mắc kẹt trong xe ô tô 4 chỗ. Rất đông người dân đứng vây quanh hiện trường, tìm cách hỗ trợ. Anh Hà Văn Thanh cho hay, chiều ngày 4 tháng 6, anh Phạm Văn Toàn, sinh năm 1991, hàng xóm của Thanh chở khách đi khám bệnh ở Hà Nội về quê. Sau đó, Thanh đã nhờ anh Toàn để đi cùng xe về nhà. Khi đến địa phận huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình, xe chở đất đi ngược chiều lao nhanh, lấn làn và đè bẹp ô tô con. Trong giây phút nguy hiểm, anh thanh đã trần xuống nằm sát sàn xe nên may mắn sống sót anh thanh cho biết vụ tai nạn xảy đến quá nhanh xung quanh bao trùm màu đen khiến nam thanh niên hoảng loạn một lúc sau rất đông người đã sử dụng xe cứu hộ di chuyển chiếc ô tô tải ra ngoài rồi bới đất đập cửa kính để cứu người bị mắc kẹt sau khi thoát ra khỏi ô tô con anh thanh được đưa vào bệnh viện huyện yên thủy sơ cứu điều trị với vết thương nhẹ trước đó tài xế nguyên văn doanh khai tại cơ quan điều tra rằng thời điểm trước khi xảy ra tai nạn chiếc xe tải do anh điều khiển bị mất lái dẫn đến không làm chủ được gây ra vụ tai nạn thương tâm tuy nhiên đây mới chỉ là lời khai ban đầu hiện cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra giám định hiện trường và thu thập các thông tin liên quan để điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn